Hello hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó là khoảng hơn 8 giờ tối tại Cali vào ngày thứ tư các bạn ở Việt Nam nơi các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi và hôm nay là một ngày mà cực kỳ sôi so động luôn các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là giá của Bitcoin hôm nay đã qua wow, khỏi cái mức là 66.000 đô và cái mức cao nhất đó cách đây khoảng chừng là 3 tiếng đồng hồ là gần như đến mức là 67.000 đô các bạn. Giá Bitcoin đã tăng rất là nhanh ngày hôm nay và chúng ta cũng thấy là ngoài trừ Bitcoin tăng ra ra chúng ta cũng có những chỉ số chứng khoán như là S&P 500 và Nasdaq cũng đã đạt đỉnh mới ngày hôm nay rồi. Thì tại sao vậy các bạn? Đó chính là tin tức liên quan đến CPI đó nó đã như mong đợi và điều này có nghĩa là gì các bạn? Ảnh hưởng ra sao và nhất là chúng ta sẽ nói đến những cái cuộc họp của Fed tới đây đó thì cái kỳ vọng này như thế nào? Chúng ta sẽ nói rất nhiều chi tiết ngày hôm nay cũng như là chúng ta thấy được hôm nay đã là ngày 15 tháng 5 rồi Cuối ngày hôm nay đây là hạn chót cho những cái quỹ mà họ quản lý hơn 100 triệu đô la Họ phải công bố là họ đang lưu trữ những cái tài sản nào Và đương nhiên mọi người đang quan tâm đến là họ có lưu trữ Bitcoin Spot ETF hay là không Thì chúng ta đã biết thêm một số thống kê cũng rất là thú vị các bạn và đáng giá Và đương nhiên hôm nay đây chúng ta cùng sẽ cùng nhau xem coi cái dòng tiền Bitcoin Spot ETF ra sao Và hôm nay đây là một ngày rất là tốt các bạn Nói chung đó, thì nhà nhà đều mua Bitcoin ngày hôm nay Và nhiều những tin tức thú vị khác trong video này Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ nhìn chung vào những cái thị trường sau đó chúng ta nói tới những tin tức lớn Thì các bạn có thể nhìn thấy được là hôm nay đó thì kết thúc cả ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đều rất là xanh Các bạn nhìn thấy được chỉ số Nasdaq đã tăng 1.4% và chỉ số S&P 500 đó đã tăng 1.1% các bạn Và hai chỉ số này đó, như thường Dư chia sẻ đầu video hôm nay đã đạt cái định mới rồi Các bạn nên biết là cái suy nghĩ là khả năng Fed giảm lãi suất năm nay đó Cái suy nghĩ đó thôi chứ còn Fed chưa giảm lãi suất thì cũng đã đủ khiến cho thị trường nó cực kỳ sôi so động rồi và những mà nào mà theo dõi kênh này cũng nó biết là những chỉ số lớn như là S&P 500 và Nasdaq thì tăng hơn một phần trăm một ngày là coi như là cực kỳ cao rồi tại vì cả năm đó những chỉ số này họ di chuyển khoảng chừng là 10 phần trăm mà thôi các bạn một ngày mà tăng một hai phần trăm rất lớn luôn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones thì cũng tăng ngày hôm nay tăng 0.88 phần trăm pre market thì bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là vẫn còn đang lạc quan cái ba chỉ số đó thì tăng đâu đó từ 0.15 tới 0.2 hiện tại đây là cái thị trường futures của những chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay thì không thay đổi nhiều các bạn vẫn dưới 80 đô ở mức là 79 đô và 2 cent cho một thùng dầu hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy được hôm nay nó cũng đã có sự tăng trưởng rồi chỉ là ngay bây giờ đó cái con số nó reset lại cho ngày mới cho nên các bạn mới thấy là đang âm 0.08 nhưng mà ngày hôm nay cũng đã tăng trở lại và đang đến gần cái mức là 2.400 đô một lần nữa và đương nhiên chúng ta nói tới crypto đó thì về bitcoin hôm nay rất là tốt các bạn giá cả đã tăng liên tục chúng ta nhìn thấy được là từ mức là 62.000 tăng thẳng lên tới cái mức là gần 67.000 luôn hiện bây giờ chúng ta đang ở mức là đâu đó khoảng chừng là 66.000 hiện tại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là không chỉ riêng là Bitcoin đâu Cả thị trường crypto hôm nay rất là sôi so động các bạn Bitcoin đây hiện bây giờ đã tăng 6.7% rồi Và cả thị trường đó thì vốn hóa đã tăng 5.7% Và các bạn nhìn thấy những đồng lớn đó thì cũng tăng khá là nhiều Chúng ta có đồng Ethereum cũng tăng 4% BNB đã tăng ít hơn một chút là 3%, Solana tăng 12.9. Thì nhìn vào Crypto Bubbles ngày hôm nay các bạn nhìn thấy được là phần lớn thị trường hôm nay là màu xanh cùng với lại Bitcoin. Nhưng mà nếu chúng ta quy ra thành BTC đây thì bây giờ đã đang tính cái phần trăm tăng trưởng. Tính thành đồng đô la nhưng mà đổi ra thành Bitcoin đó các bạn nhìn thấy được là cũng khoảng 50-50 các bạn khoảng chừng 50% của những coi coin đó thì tăng trưởng cao hơn Bitcoin nhưng mà phần còn lại thì dưới Bitcoin nghĩa là hôm nay phần trăm tăng trưởng chủ yếu là nằm ở Bitcoin và các bạn nhìn thấy được là hôm nay đó thì cái tâm lý thị trường cũng đã lạc quan hơn rồi các bạn thấy được chỉ cần giá cả tăng một chút thôi đó thì tâm lý hoàn toàn thay đổi chúng ta có thể thấy được là ở cái mức giá hiện bây giờ đó là 65.900 đô thì coi như là 66.000 đô đi thì chúng ta chỉ cách cái đỉnh cái đỉnh là khoảng 73.800 đô các bạn Chúng ta chỉ cách cái đỉnh là khoảng chừng có 11% mà thôi Các bạn nhìn thấy được là một lần nữa mọi người lại rất là có cái kỳ vọng chúng ta sẽ sớm có đỉnh mới Trong khi mà cách đây một tuần đó thì các bạn thấy được là mọi người rất là ảm đạm Chúng ta có thể thấy được là từ cái mức hiện tại cho đến cái đỉnh là khoảng 11% Thì chúng ta có thể thấy là tâm lý đó thay đổi rất là nhanh Khi mà chúng ta đang ở một cái thời kỳ tích lũy hay là giá cả xuống được từ, từ từ đó Thì chỉ trong vòng vài tuần thôi các bạn Cho dù là trước đó giá Bitcoin đã tăng khoảng chừng 7 tháng liên tục nhưng mà chỉ cần vài tuần giá bitcoin không tăng thôi đó thì tâm lý thay đổi ngay lập tức luôn nhưng mà trên chân bản đó không có gì thay đổi hết các bạn đúng là giá đã tăng ngày hôm nay nhưng mà những như chúng ta nói đến trong vòng mấy tháng qua trong vòng một hai năm qua thì cũng vẫn là như vậy thôi thường vẫn tin đó là sự thật chỉ là những lúc mà thị trường ảm đạm đó thì nhiều người bắt đầu lại đặt câu hỏi là liệu nó có đúng hay là không các bạn thị trường nào cũng vậy trong thời gian ngắn hạn đó, nó sẽ được di chuyển bởi tâm lý của những nhà đầu tư nhưng mà về dài hạn đó, thì chỉ có một thứ ảnh hưởng đến giá cả mà thôi đó chính là cung và cầu cái này chủ yếu dành cho những bạn nào mà mới đến kênh hay là mới đến thị trường tài chính mà thôi chứ còn những bạn nào mà đã theo dõi kênh nhiều năm thì cũng đã quá quen thuộc với những cái thời điểm tích lũy như thế này rồi và các bạn thấy được là khi mà thị trường không tốt đó, cái bộ các bạn sẽ biết là các bạn đang trong tâm trạng bất an và các bạn lo lắng là giá sẽ xuống nữa thì bộ các bạn nó rất là thông minh các bạn nó sẽ tạo ra những lý do mà các bạn cảm thấy hợp lý thời điểm đó lý do này lý do kia giá sẽ tiếp tục giảm xuống vì cái này vì cái kia vì cái nọ nghe rất là logic các bạn và cũng ngược lại khi mà giá tăng trưởng mọi người lạc quan đó thì các bạn lại có cái tâm lý FOMO và nghĩ là giá sẽ tăng lên mức này mức kia thì đầu óc các bạn cũng sẽ rất thông minh nó sẽ tạo ra những lý do tại sao những gì các bạn đang nghĩ là đúng cho nên các bạn thấy được là trong thời gian hạn đó thị trường sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi tâm lý cho nên để tránh trường hợp mà bị ảnh hưởng bởi tâm lý thôi chỉ chú tâm Đến đầu tư dài hạn mà thôi Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới tin tức lớn ngày hôm nay đi Đó chính là liên quan đến phần trăm lạm phát CPI các bạn Hồi sáng này đó chúng ta được là cái thông tin đã có rồi Và cái chỉ số CPI tháng này đã y chang như ước tính luôn các bạn Cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI tháng này là 3.4 Và thấp hơn tháng vừa rồi là 3.5 Và y như là ước tính là 3.4 Còn về core CPI đây nghĩa là không có tính năng lượng và thực phẩm thì mức là 3.6, tháng vừa rồi là 3.8 và y chang như ước tính là 3.6. Nói chung đây là cái chỉ số CPI rất là tốt rồi các bạn như là mong đợi và khi mà thuận tìm hiểu kỹ hơn nên các bạn có thể nhìn thấy được. Đây là những cái thống kê từng tháng một thì cái chúng ta quan tâm chính là cái cột tháng 3 tới tháng 4. Tại vì bây giờ là tháng 5 thì chúng ta sẽ có cái phần trăm lạm phát của tháng 4 và tới tháng 6 chúng ta mới có phần trăm lạm phát của tháng này và mỗi lần chúng ta có chúng ta sẽ so sánh với lại cái phần trăm lạm phát của tháng trước đó để xem coi là hàng tháng di chuyển như thế nào để chúng ta có được một cái thước đo là cái phần trăm lạm phát nó đang ra sao nhưng mà cái phần trăm lạm phát chúng ta vừa nói đến là ba trăm bốn ba năm đây là những con số tính theo một năm qua các bạn 12 tháng như là chúng ta so sánh chỉ số tháng tư năm này với chỉ số tháng tư của năm trước đó xem cái một năm qua phần trăm lạm phát như thế nào nhưng mà về ngắn hạn đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta xem chỉ số này hàng tháng thì cái mà quan trọng khi các bạn nhìn chi tiết chính là cái cột tháng 3 so với tháng 4. thì có thể nói như thế này những cái này là những cái mặt hàng khác nhau các bạn liên quan tới dịch vụ hay là liên quan đến một cái lương thực hay là một bàn hàng nào đó. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là phần lớn các bạn nhìn thấy được là nó tương tự như là tháng vừa rồi. Và chúng ta lại có nhiều mặt hàng, nhiều cái dịch vụ đó thì lại tốt hơn tháng vừa rồi các bạn. Có nghĩa là cái phần trăm lạm phát đã giảm xuống so với cái tháng trước đó. Chúng ta cũng có một số những cái ngoại lệ nhưng mà nó không phải nhiều. Nói chung đó thì chúng ta không có bất cứ một cái mặt hàng nào mà cảm thấy là quá bất ngờ hết. Tất cả nó đều như tháng vừa rồi hoặc là tốt hơn. Đó là cái thông điệp chung thì cũng muốn chia sẻ với các bạn bởi điều này là điều rất là quan trọng các bạn khi mà chúng ta nói tới cái phần trăm lạm phát đó, thì ngoại trừ phần trăm là bao nhiêu Fed quan tâm đến là cái phần trăm lạm phát có phải là cùng nhau giảm xuống tất cả mặt hàng cùng nhau giảm hay là không hay là chỉ có một hai mặt hàng giảm vì cái lý do nào đó giống như các bạn nhìn thấy được là cũng có vài đợt trước đây chúng ta có phần trăm lạm phát tốt nhưng mà khi mà đọc thông tin thì lại không tốt các bạn nó chỉ tốt tại vì chúng ta thấy được là có một mặt hàng giống như chúng ta nói tới là cái chi tiêu liên quan tới năng lượng đi giống như là đổ xăng thì nó lại giảm xuống rất là nhiều và đây là một cái phần có trọng lượng cho nên dẫn đến là gì các bạn dẫn đến là cái phần trăm lạm phát thì nó nhìn như là giảm xuống nhưng mà nhìn những mặt hàng đó thì có nhiều mặt hàng nó lại không giảm mà còn tăng nữa thì cái đó là điều mà Fed không muốn các bạn tại vì Fed muốn thấy là cái lãi suất cao ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung luôn chứ không riêng một mặt hàng nào hết chứ nếu như mà chỉ có một hai mặt hàng giảm mà thôi đó thì đó lại là dẫn chứng cho thấy được là những gì Fed làm không có hiệu quả nhưng mà không phải các bạn chúng ta thấy được là cái kết quả của CPI kỳ này rất là tốt tối thuận là như vậy và thị trường đương nhiên cũng cảm thấy như vậy các bạn sau khi mà có thông tin này à, thì tất cả đều đã có cái sự tăng trưởng và hồi sáng này cũng đã hy sinh các bạn thuần cũng đã cố gắng thức rất là sớm các bạn nhìn thấy được là chỉ số này có vào lúc năm giờ ba phút sáng giờ cali thì ngay lúc đó thuần đã thức dậy để mà chia sẻ rồi <laughs> để cố gắng chia sẻ thông tin nhanh nhất với các bạn nhưng mà tại sao chúng ta lại quan tâm đến phần trăm lạm phát của hoa kỳ nó có liên quan đến thị trường mà tại sao chúng ta thấy được chứng khoán tăng trưởng rồi chúng ta thấy được crypto cũng tăng trưởng luôn lý do cũng đơn giản thôi tại vì nó ảnh hưởng đến cái lãi suất của Fed các bạn và Fed là người mà đưa ra quyết định lãi suất, có nghĩa là ảnh hưởng đến dòng tiền của tất cả tài sản luôn. Và các bạn có thể nhìn thấy được là từ đây đến cuối năm chúng ta không còn bao nhiêu cuộc họp nữa đâu. Các bạn nhìn thấy được chúng ta có cuộc họp vào tháng 6, tháng 7 tháng 9, tháng 11, tháng 12, có nghĩa là chúng ta chỉ còn có 5 cuộc họp nữa mà thôi và chúng ta đã có ba cái tháng liên tục mà có chỉ số phần trăm là các CPI tăng trưởng thì nhiều người cho là chúng ta cũng phải ngược lại có 3 chỉ số phần trăm CPI giảm thì lúc đó Fed mới bắt đầu giảm lãi suất thì chúng ta đã có cái tháng đầu tiên như là mong đợi rồi là cái tháng này các bạn tháng 5, hy vọng là tháng 6, tháng 7 chúng ta cũng sẽ có những chỉ số CPI như là mong đợi thì tháng 9 ngay bây giờ các bạn nhìn thấy được là tháng 9 là cái tháng đầu tiên mà chỉ số hợp đồng tương lai CME đăng nhiên về là sẽ có đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên là vào tháng 9 các bạn và đợt kế tiếp là vào tháng 12. Nghĩa là bây hiện bây giờ đó các bạn nhìn thấy được là cách đọc cũng rất đơn giản. Chúng ta có khả năng là khoảng chừng gần như là 40%, khả năng rất là cao các bạn trong những con số này là khoảng chừng 40% sẽ có khả năng là chúng ta sẽ có hai đợt giảm lãi suất từ đây cho đến tháng 12 và hiện bây giờ thị trường đang để ý đến là tháng 9 và tháng 12 và chúng ta có khả năng là gần như là 1 phần tư các bạn 25% là sẽ có 3 đợt cắt giảm lãi suất nhưng mà ngược lại chúng ta có cái phần trăm tương tự đó là chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất mà thôi như là cái phần trăm cao nhất bây giờ vẫn là có hai đợt cắt giảm lãi suất đó là cái kỳ vọng của thị trường hiện tại và đối với những gì chúng ta đã nhận được thời gian gần đây đó thì rất rõ ràng chủ tịch uh, Fed John Powell thì ông đang nghiêng về xu hướng là muốn có lý do để mà cắt kèm lãi suất nhưng mà một tháng đó thì cũng chưa đủ đâu các bạn chúng ta có thể thấy được đây cũng là một tiến triển tốt nhưng mà chúng ta thực sự muốn thấy là tháng 6 tới tháng 7 chúng ta có được những chỉ số phần trăm làm phát như mong muốn nhưng mà dù sao đi nữa sau 3 tháng có chỉ số CPI tăng đó hôm nay có chỉ số như mong đợi thì cũng làm cho thị trường đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi các bạn nó đã khiến cho thị trường nó bớt đi rất nhiều áp lực và rất rõ ràng những tài sản đã tăng ngày hôm nay và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác thì không biết là Michael Berry đang nghĩ gì các bạn các bạn đã biết là Michael Berry là nhân vật mà nhiều người biết đến trong cái bộ phim là The Big Short nhưng mà ở ngoài đời đó Michael Berry là nhân vật thật các bạn là người mà đã sốt thị trường bất động sản của Hoa Kỳ thật ra cái này nó cũng phức tạp hơn Ừ, thật ra cái mà Michael Berry short đó là mua những cái credit default swap nghĩa là đây là những cái bảo hiểm lỡ như mà người ta không ra tiền nhà nhưng mà hiểu đơn giản hơn đó là Michael Berry đã nghĩ thời điểm trước năm 2008 đó ông thì hơi sớm một chút tôi nhớ là năm 2005 ông đã bắt đầu mua rồi nhưng mà bất động sản Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng mãi đến năm 2007 các bạn à, thì lúc đó ông cũng chịu nhiều áp lực nhưng mà cuối cùng ông đã đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền cho cái quỹ đầu tư nhưng mà các bạn thấy được là sau đó đó thì cũng bị rất nhiều nhiều nhà đầu tư không hài lòng tại vì cái lúc mà giá nhà tăng lên thì ở trong cái hợp đồng quy định của Michael Berry nói là nhớ lúc đó là của công ty Zion Capital đó thì công ty Zion nói là trong trường hợp đặc biệt thì chủ của cái quỹ đó có thể là không cho phép rút tiền và Michael Berry cũng đã sử dụng cái đó trong trường hợp của năm 2007 các bạn, khi mà mọi thứ vẫn còn đang nóng mà người ta muốn rút tiền đó thì ông lại không cho rút, dẫn đến là cuối cùng đó, ông cũng đã đoán đúng là giá cả của bất động sản Hoa Kỳ đã giảm sau cuộc khủng hoảng của năm 2008 và đã kiếm được rất nhiều tiền cho cái quỹ đó và nhà đầu tư cũng kiếm được tiền nhưng mà họ cũng đã không thích tại vì khi họ cần rút tiền thì ông lại không cho rút. Rồi sau đó Michael Berry đã trở thành một nhà đầu tư cá nhân thôi, ông cũng vẫn đầu tư nhưng mà đầu tư cho cá nhân của mình mà thôi và cũng đã có nhiều lần nói là số này số cái kia các bạn nhưng mà cuối cùng thì uh, theo thuận nhớ cũng đã bị lỗ rất là nhiều nhất là thuận nhớ cái đây vài năm ông nói là ông có một cái lệnh short bitcoin nhưng mà không biết bây giờ là sao rồi các bạn <laughs> nhưng mà à, nghe nói là ông cũng lộ khá là nhiều khi mà ông sốt khôi thì cái thông tin ngày hôm nay đó là michael berry đang rất là bullish về vàng các bạn và vừa tiết lộ là đã mua thêm 7.6 triệu đô la vào một cái cổ phiếu vàng có tên là spot physical gold trust thì hiện bây giờ đó vàng đứng vị trí thứ năm trong danh mục đầu tư của Michael Berry các bạn ngay đây nè vàng đã trở thành vị trí thứ năm rồi và chiếm vị trí là 7.37% của danh mục của Michael Berry thì nhiều người nói là ok Michael Berry đó thì ông thường chỉ thích đầu tư vào những cái thời điểm mà ông nghĩ là sắp sửa xảy ra khủng hoảng mà thôi và lần này đó thì ông lại mua vàng có phải là ông đang biết gì hay là không thì không biết các bạn lịch sử cho thấy được là năm 2007 đó thì ông đã đúng nhưng mà những năm sau đó đó thì ông lại không đúng đợt này ông có đúng hay không có phải là sắp sửa có một vấn đề gì lớn xảy ra dẫn đến giá vàng tăng không biết các bạn nhưng mà đây là thông tin mà thùng muốn gửi đến các bạn một thông tin mà được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được là một thông tin khác nữa liên quan đến Roaring Kitty thì một số người đã đặt câu hỏi là Ok, Ron Kitty cũng đã đăng trở lại trên YouTube sau 3 năm vắng mặt Cái này thì ai cũng biết rồi các bạn Nhưng mà đã 3 ngày rồi 3 ngày qua các bạn nhìn thấy được là hầu như là mỗi giờ Thì đều có một cái meme được đăng hết các bạn thì có một số người cũng bắt đầu mất kiên nhẫn nó là ok mới đầu đăng những cái meme thì thấy mắc cười nhưng mà đã 3 ngày rồi không nói gì hết Chỉ đăng những cái meme mà thôi như thế này và đăng liên tục luôn Và nhiều người bây giờ đặt câu hỏi là có phải là Roy Kitty đã trở lại hay là không hay là cái account này không còn của Ron Kitty nữa mà đảm là một người khác đang nắm cái account này ở trên X. Bây giờ đó là câu hỏi được đưa ra các bạn tại vì sự thật đó là trong 3 ngày qua vẫn chưa có ai thấy Ron Kitty hay là nghe từ Ron Kitty hết, chỉ thấy những cái meme mà thôi. Và nói tới meme đó, thì các bạn thấy là meme stock hôm nay đã, đã nguội lại và giảm cũng khá là nhiều đó Chúng ta nhìn thấy được là GameStop ngày hôm nay đã không tăng nữa mà lại giảm 18.8%. Thực ra hôm nay đã có lúc giảm nhiều hơn nữa các bạn. Chỉ là kết thúc đó thì đã hồi là một chút nhưng mà vẫn giảm khoảng chừng gần 19% và sau khi mà đóng cửa đó after hours thì vẫn giảm khoảng chừng là 9.5% đương nhiên tính trong dòng vài ngày qua thì vẫn còn tăng các bạn nhưng mà cũng đã giảm khá là nhiều từ cái mức cao đó các bạn nhìn thấy được đã mức cả 60 đô 38 cent bây giờ chỉ còn có 40 đô mà thôi và chúng ta có thể nhìn thấy được là AMC đó hôm nay cũng giảm luôn giảm 20% ngày hôm nay cộng với lại giảm thêm 6.3% sau khi đóng cửa. Cũng giống như là chúng ta nói tới cổ phiếu của GameStop mới đây thì vẫn tăng trong vòng mấy ngày qua các bạn nhưng mà đã giảm khá nhiều so với cái mức cao. Cái mức cao chúng ta nhìn thấy được là cách đây chỉ có 2 ngày là lúc đó là 10 đô 26 cent, bây giờ chỉ còn có 5 đồng 48 cent mà thôi. Thì hôm qua nay chúng ta cũng đang nhớ là Jim camera đã nói là sell 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 các bạn thì có phải là đợt này Jim Cramer đã đúng rồi hay là không? Những người mà đầu tư GameStop đó về MC thì họ cũng đã bán để để mà chúc lời mà những người mà mua trong ngày hôm qua thì hôm nay đã họ đại đang gầm lỗ hiện bây giờ và Ron Kitty có thật sự trở lại hay là không người đứng sau lưng account này là ai chúng ta bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được đó là gì mình thông muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến Ron Kitty và meme stock ngày hôm nay chúng ta bây giờ hãy nói thêm meme coin đi thì meme coin hôm nay nó cũng không có phải là quá đặc biệt đâu chúng ta thấy được cũng có những cái meme coin tăng trưởng nhưng mà phần lớn tại vì hôm nay Bitcoin tăng trưởng mà thôi và meme coin đã nổi dậy thì cũng kèm theo những cái hậu quả khó lường tôi đã chia sẻ cảm nghĩ của thuận liên quan tới meme stock và meme coin trong video ngày hôm qua rồi thôi đó thì cũng trung lập liên quan tới meme coin hay là meme stock các bạn nhưng mà đối với lại một số người đó thì chúng ta nhìn thấy được là hơn một triệu token một triệu token đã được tạo ra kể từ đầu tháng 4 các bạn con số này đó cực kỳ cao luôn thương còn nhớ thị trường này đã chỉ có vài ngàn token thôi các bạn lúc đó nhiều người đã nói là sao mà nhiều token quá bây giờ các bạn nhìn thấy được thị trường này ra 10.000 20 ngàn, cả trăm ngàn token thậm chí các bạn nhìn thấy được là một triệu token đã được tạo ra từ đầu tháng 4 và trong vòng chỉ có hơn một tháng mấy thôi với hơn là 370.000 token mới xuất hiện trên Ethereum và 88% trong số này được tung ra trên mạng lưới tầng 2 là base kể từ khi bản nâng cấp Dan Kuhn giúp giảm đáng kể chi phí lớp 2 của Ethereum thì các bạn thấy được là có nhiều meme hơn được tạo trên tầng 2 của Ether trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là con số lớn hơn nhiều là 640.000 token mới được tung ra trên mạng lưới của Solana và trong đó đó 466.914 token đã là meme coin rồi các bạn và cái nghiên cứu gần đây đó của Block A và Magazine cho thấy đó phần lớn những cái meme coin được tạo ra gần đây đều có lỗ hỏng bảo mật thậm chí đó là những dự án lừa đảo một số token ngăn chủ sở hữu bán, không có hợp đồng thông minh, rất poor thì các bạn có thể thấy được là đương nhiên chúng ta có cái tốt và có cái xấu khi mà chúng ta nói tới meme tôi đã chia sẻ nhiều trong video ngày hôm qua meme có cái vị trí trong thị trường tài chính nói chung các bạn meme là một phần của văn hóa, một phần của đầu tư hiện bây giờ rồi nhưng mà chúng ta được là meme thì ngoài việc là có thể thu hút được nhiều người mới và cũng vì có nhiều meme xuất hiện các bạn liên tục đó có nhiều cơ hội khác nhau thị trường này đó không giống như là cái thị trường chứng khoán các bạn chứng khoán chúng ta cũng có nhiều cơ hội nhưng mà các bạn thấy được là chỉ có những cái mùa mà chúng ta thấy là dòng tiền lãi suất thấp đó thì lúc đó chúng ta có nhiều những cái IPO những cái công ty họ bán chứng khoán cho công chúng lần đầu tiên thì lúc đó là thời điểm sôi so động chứng khoán các bạn nhưng mà bình thường nó chứng khoán cũng không phải là sôi so động lắm đâu nhưng mà ngược lại đó crypto là rất sôi so động tại vì chúng ta lúc nào cũng nghe những câu chuyện là một người chỉ với vài ngàn đô thôi đã có thể trở thành triệu phú trong vòng chỉ có vài ngày cho nên đó, meme là một cái gì đó giống như sổ số, số các bạn dẫn đến rất nhiều người yêu thích trong thị trường crypto này nhưng mà nó cũng mang đến nhiều cái hệ lụy như là chúng ta vừa nói đến Thuần nên thì không thể khuyên các bạn làm gì hết Chỉ có thể nói là những mà nào mà thật sự là thích trade meme đó, Thì các bạn cũng nên có cái sự cân nhắc Và có cái sự chừng mực Tại vì meme có thể mang đến nhiều lợi nhuận Nhưng mà rủi ro cũng cực kỳ cao luôn các bạn Và chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin khác đi Chúng ta có thể nhìn thấy được Là hôm nay đây thì cũng có lời phát biểu đến từ Neil Kaskari Nhưng mà thật sự ông cũng không có nói gì gọi là quá bất thường liên quan đến lãi suất Chỉ là hôm nay đó ông đã chia sẻ quan điểm của mình liên quan tới Bitcoin Và đây là quan điểm ông đã có nhiều năm rồi không phải là mới đây đâu các bạn ông nói nói là bitcoin đó có ít ứng dụng thực tế không phải là một công cụ đầu tư hay là một loại tiền tệ ông nói y chang như ông đã nói cách đây vài năm gì các bạn không gì thay đổi hết nhưng mà cho dù các bạn nghĩ gì về neutral scary nữa đó thì trên thực tế không có mấy ai làm nhiều điều tốt cho giá bitcoin hơn là Neil Scary trong 4 năm qua rồi các bạn Các bạn nên biết đó là bây giờ nhiều người biết đến New Shikari là một trong những người cực kỳ hawkish của Fed Như là cực kỳ diều hâu Lúc nào cũng muốn siết chặt dùng tiền Nhưng mà ngược lại ra cách đây vài năm thì chính ông là người mà liên tục ủng hộ việc in tiền các bạn Trong suốt thời gian đại dịch Và cho là quyền lực in tiền của Fed không có giới hạn thì các bạn thấy được là chính Neil Scary là người mà đã khiến cho Bitcoin có giá trị trở thành một công cụ chống là làm phát cho bạn công cụ đầu tư <laughs> về bitcoin đó thì ngày hôm qua các bạn đã nhớ là chúng ta cũng nói đến một cái giả thuyết là có ai đó cố tình dìm giá cả tuần qua trên sàn Coinbase tại vì có những cái động thái bán rất là thất thường các bạn khi mà giá lên tới mức là khoảng 62, 63 thì lại có lực bán liên tục trong dòng cả tuần qua rồi chúng ta cũng đã biết là nhiều người cũng đã điều tra và thấy được cái lực bán này đến từ sàn Coinbase thì có thể là có một cá voi nào đó trên sàn Coinbase đang cố tình dìm giá xuống nhưng mình thường đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua rồi người này có thể là dìm giá trong thời gian uh, trong vòng mấy ngày qua như thế nào đó thì còn không biết các bạn nhưng mà với những tin tức lớn như là CPI đó thì không ai dìm nổi đâu các bạn <laughs> những tin tức lớn dẫn nên vô diêm rất là lớn và các bạn thấy được là giá cả sẽ phản ứng mạnh hôm nay đây chỉ có hai khả năng mà thôi một là tăng mạnh hai là giảm mạnh tại vì hôm nay là ngày công bố chỉ số phần trăm lạm phát CPI và đã may mắn chỉ số đã như mong đợi cho nên chúng ta đã có một ngày mà có cái sự tăng trưởng và kèm với việc là sàn Coinbase đột ngột nhưng hoạt động 4 giờ cách đây khoảng chừng 2 ngày khiến cho nhiều người đó thì càng đặt ra nhiều nghi hơn nhưng mà chúng ta nhìn vào tài liệu on chain đó thì các bạn nhìn thấy được đây là cái tài liệu liên quan đến cái số lượng bitcoin đang được lưu trữ ở trên sàn coinbase thì các bạn thấy được là có một điều là trong vòng hai ngày qua đó đã có hơn một tỷ các bạn một tỷ đô la bitcoin đã được rút khỏi coinbase có ai đó đã thu mua và tích lũy số lượng lớn và sau đó đem ra khỏi Coinbase các bạn thấy chúng ta nhìn thấy là cách đây khoảng chừng 2 ngày đó ngày 13 tháng 5 lúc đó chúng ta có 283.951 BTC tới ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có 267.198 BTC mà thôi rất rõ ràng là có ai đó đã tích lũy số lượng lớn rồi sau đó đem ra khỏi Coinbase cái này là tích lũy chứ còn họ mua khi nào chúng ta không biết chỉ biết khi mà họ đem ra khỏi sàn mà thôi và các bạn có thể hiểu như thế này cái con số mà được đem ra khỏi sàn đó được tích lũy không phải là số nhỏ đâu các bạn chúng ta có nhìn thấy được là những cái thanh màu đỏ đi xuống này đang nghĩa là chúng ta có những ngày mà có số lượng bdc lớn rời khỏi sàn Coinbase. Các bạn nhìn thấy được là chúng ta cũng đã có tổng cộng từ đầu năm tới bây giờ đó chỉ có khoảng chừng là 4 đợt có sự thứ tự lớn mà thôi và cái đợt này cũng đâu đó ngang hàng với cái đợt hồi tháng 2 đó, cái đợt mà nhiều nhất trong năm nay. Và chúng ta cũng có một cái nhận định, nhận định này đã đến từ một người mà dạo gần đây đã cũng được nói đến trong cộng đồng của Bitcoin các bạn. Trước đây thì không nghe nói đến nhiều, một trong những người mà thường đầu tư trong thị trường truyền thống mà thôi, đó chính là Rick Elderman các bạn. Thì các bạn nhìn thấy được là ông là founder của công ty quản lý tài sản Elderman Financial Services. Thì người này đó quản lý tổng cộng là 291 tỷ đồng đô la tài sản thì ông đã đưa ra một cái nhận định là Bitcoin sẽ đạt được cái mức là 420.000 đô ông không nói khi nào ông chỉ nói là Bitcoin có khả năng đạt được cái mức này thì lý do của ông đó là không cần nhiều để có thể đạt được cái mức này đâu không có nhiều như mọi người nghĩ có thể là mọi người bây giờ đang nhìn vào giá Bitcoin là khoảng chừng 66.000 đô thì nghĩ là vào wow, từ 66.000 tới 420.000 cái con đường nó xa vời quá để thông nhắc lại cho các bạn nhớ năm 2017 đó lúc đó là cây lúc mà giá Bitcoin chỉ có 800 đô mà thôi các bạn đầu năm 2017 đó không có mấy ai nghĩ là tới cuối năm đó cuối năm đó giá Bitcoin lên được tới 20.000 đô đâu có thể nói là lúc đó 800 đô nhiều người đó mà nói Bitcoin lên tới 10.000 đô thì nhiều người đã cho là suy nghĩ diễn dông rồi làm sao lên được số đó cuối cùng nó lên tới 20.000 đô thì từ 66.000 lên 420 đó không phải điều được không thể đâu các bạn và để thường chia sẻ chi tiết hơn để các bạn hiểu chứ còn cái mức giá 420.000 đô này là đối thuần cũng là một cái mức giá coi như khiêm tốn dài hạn và cái cách tính của ông đó thì ông nhìn vào quy mô các tài sản hiện bây giờ toàn cầu thì đây là cái giá trị tính cuối năm ngoái thì ông nói là chúng ta hãy nhìn đi thị trường cổ phiếu toàn cầu đó là 123.000 tỷ Thị trường trái phiếu toàn cầu là 138.000 tỷ, thị trường bất động sản toàn cầu là 379.000 tỷ, vàng toàn cầu là 14.000 tỷ, tiền mặt toàn cầu là 53.000 tỷ, những tài sản khác toàn cầu là 27.000 tỷ. Bitcoin thì bây giờ là tài sản coi như là có vốn hóa nhỏ nhất chỉ có 0.8.000 tỷ mà thôi. Thì tổng cộng là 738.000 tỷ. Nếu như mà tất cả các cố vấn tài chính và tổ chức quản lý tài sản này phân bổ chỉ 1% thôi các bạn. 1% danh mục của khách hàng mà khôi, tổng dòng tiền sẽ là 7 nghìn tỷ. Trong tổng số 21 triệu Bitcoin đây hiện nay đã có 19.4 triệu Bitcoin được đào rồi. Nghĩa là dòng tiền này sẽ tăng giá trị một Bitcoin lên khoảng chừng là 378.000 cộng vào cái giá 42.000 tính đến cuối năm ngoái tại vì đây là những cái con số tính tới cuối năm ngoái thì ông lấy cái số tiền của Bitcoin vào cuối năm ngoái đó thì lúc đó giá là 42.000 đô thì bạn sẽ có giá trị tương lai của Bitcoin là khoảng 420.000 thì nhiều người đó cũng đã nói ở cái này là hopium ông chia sẻ để mọi người phô mà thôi chứ thật ra đối thuận đó những cái mà ông nói là những cái mà chúng ta đã nói tới nhiều năm nay rồi các bạn và cũng những cái lập luận này chúng ta biết thị trường crypto nhỏ bao nhiêu và chúng ta biết đó, một phần của thị trường crypto sẽ là một phần của thị trường tài chính và bây giờ đã ra sự thật rồi các bạn và cũng những lập luận này đó là lý do tại sao mà các bạn đã nhớ là năm 2018 nó lúc đó cực kỳ ảm đạm hay là 19 lúc đó giá bitcoin chỉ có 5 000 mà thôi chúng ta cũng đã có lòng tin là giá bitcoin sẽ có thể lên tới 50 000 đô và sau đó chúng ta có lòng tin giá bitcoin có thể lên tới 100 000 đô thì lúc đó đó là một suy nghĩ cực kỳ viễn vông các bạn nhưng mà ở mức giá bây giờ là 66 ngàn đô thì nó thật từ đây lên tới 100 ngàn đô Không phải là nhiều đâu các bạn Và trong vòng mấy năm qua đó tiền đã mất giá rất nhiều rồi một triệu bây giờ đã không còn như là cách đây 5 năm nữa Cách đây 5 năm nữa một triệu nó nghe lớn lắm các bạn Bây giờ đã không còn lớn như xưa nữa Tại vì giật giá leo thang rồi lạm phát chúng ta đều biết Nhưng cái chúng ta đã nói tới hàng ngày Thì cái mức giá 420 ngàn này Ông không nói là khi nào Nhưng mà chuyện này là chuyện tôi nghĩ là hoàn toàn có thể Vấn đề là thời gian thôi các bạn Và các bạn có thể nhìn thấy được là ở bên dưới này đó Thì chúng ta thấy ông nói là nếu như mà các cô cố vấn tài chính và tổ chức quản lý tài sản phân bổ một phần trăm thôi thì đã có con số này rồi nhưng mà các bạn nên biết nhiều người nói đó thì đương nhiên không phải là tất cả đều phân bổ một phần trăm rồi nhưng mà ngược lại những ai mà phân bổ đó thì có thể không phải một phần trăm nữa các bạn có thể lên tới năm phần trăm cho nên cái con số mà ông nói nó hoàn toàn là có thể xảy ra thông tin như vậy cho nên thường sẽ mãi giữ một phần bị khôi các bạn không biết tương lai như thế nào nhưng mà thường sẽ mãi giữ một phần bị khôi và ngay bây giờ crypto là cái tài sản lớn nhất nhưng mà nào mà theo ý kênh nhiều năm cũng đã biết rồi tài sản lớn nhất bây giờ của thằng là crypto thì cái vấn đề đó có phải thằng sẽ lưu trữ tất cả chờ lên tới giá 420 000 hay là một triệu hay không thì đương nhiên là không phải rồi các bạn các bạn đã biết là có hai quy định thằng lập ra thứ nhất đó chính là phân bổ vốn và phân bổ vốn hiểu đơn giản nghĩa là các bạn quản lý rủi ro và thứ nhì đó chính là chốt lời các bạn thì đương nhiên bản thân của thuận nên thì cũng sẽ chúc lời phân bổ vốn nhưng mà một phần thôi sẽ mãi mãi giữ cho đến khi nào mà thuận không còn nữa mà thôi các bạn vậy cái phần đó sẽ đưa lại cho con của thuận sau này chứ còn một phần đó thuận sẽ mãi mãi không bán đây là điều mà thuận cũng đã nói với các bạn nhiều lần rồi nhưng mà về những tổ chức tài chính phân bổ vốn cho thị trường này là một điều mà đã xảy ra rồi các bạn và đang xảy ra. Các bạn nên biết là hôm nay đã là ngày cuối cùng tất cả các nhà quản lý tài sản với hơn 100 triệu đô la phải báo cáo danh mục đầu tư của họ cho SEC. Và các bạn thấy được là một nhà đầu tư lớn khác vừa báo cáo ngày hôm nay là chính là Pirate Advisors. Họ sở hữu 205 triệu Bitcoin ETF của BlackRock, IBIT, Fidelity, FBTC, Bitwise, BitB và chiếm 23% tổng tài sản mà họ đang quản lý các bạn nhìn thấy được là họ cũng đầu tư khá là nhiều, 23% của tổng tài sản của họ quản lý hiện bây giờ đã nằm trong bitcoin ETF. Chúng ta cũng có cái thông tin đến từ quỹ Burtay các bạn và họ cũng đã báo cáo là đang nắm giữ 150 triệu đô la bitcoin spot ETF. Nhưng mà chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều trong vòng mấy ngày qua rồi, thì ai là công ty lưu trữ nhiều bitcoin spot ETF nhất? thì chúng ta bây giờ đã biết rồi các bạn, có một công ty có tên là Millennium và công ty này trở thành công ty lớn nhất thông báo nắm giữ bitcoin ETF với khoảng 2 tỷ thông qua 4 quỹ ETF khác nhau và hôm nay các bạn đã biết là ngày cuối cùng tất cả những công ty họ phải thông báo rồi thì hiện bây giờ để chúng ta đã biết những ai mua Bitcoin Smart ETF tóm lại là như thế nào các bạn thì các bạn có thể nghĩ như thế này chúng ta cũng đã có khoảng chừng là 3 tháng của Bitcoin Spot ETF rồi đến bây giờ những ai thu mua Bitcoin Spot ETF đó, chúng ta thì được là nhiều công ty đầu tư chuyên nghiệp sở hữu Bitcoin ETF tổng cộng chúng ta có 563 công ty đầu tư chuyên nghiệp đã báo cáo sở hữu tổng cộng là khoảng 3.5 tỷ đô la Bitcoin ETF tính đến ngày thứ năm tuần trước và chúng ta vẫn đang chờ đợi cái phần còn lại khi nào mà có thống kê chi tiết hơn thì sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà đến hết ngày hôm nay đó thì chúng ta có thể thấy hơn là 700 công ty và tổng tài sản đầu tư có thể lên tới là 5 tỷ đô la. Điều này đã vượt xa mọi mong đợi khi các quỹ ETF mới đã trung bình chỉ thu hút được khoảng 200 nhà đầu tư trong quý đầu tiên mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy những cái công ty tài chính mà họ không có Bitcoin Spot ETF bây giờ đó họ khá là nóng ruột. Tại vì Bitcoin Spot ETF không ngờ là thành công tới như vậy. Cho dù chúng ta có những thời điểm ngắn hạn trong vòng khoảng chừng là 3-4 tuần đó có dòng tiền âm nhưng mà dòng tiền nói chung từ khi bắt đầu tới bây giờ vẫn là dòng tiền dương các bạn. Và các bạn thấy được là những nhà đầu tư nhỏ lẻ bây giờ đó thì vẫn sở hữu cái lượng lớn Bitcoin ETF tại vì chúng ta chủ yếu vẫn trong giai đoạn 1 chứ chưa có thật sự hoàn toàn qua giai đoạn 2 là những tổ chức đầu tư họ tư vấn khách hàng và giai đoạn 3 chính là nhiều quỹ hưu trí họ đầu tư vào Bitcoin ETF hay là Bitcoin ETF thành một phần của mô hình đầu tư cái đó vẫn chưa có xảy ra toàn diện các bạn chúng ta chỉ mới bắt đầu theo những bước đầu tiên mà thôi nhưng mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ bây giờ đó là phần lớn số lượng người sở hữu sau đó là những cái tổ chức đầu tư như chúng ta nói đến và các bạn có thể thấy được hiện bây giờ ra những công ty đầu tư chuyên nghiệp sở hữu khoảng chừng là 7 tới 10% mà thôi, như là 90% hiện bây giờ vẫn đang được lưu trữ bởi những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì cái này đó các bạn có thể nghĩ là tốt hay xấu nhiều bạn nói là thấy chưa phần lớn chi nghe đầu tư nhỏ lẻ họ mua mà thôi nhưng mà chỉ mấy mấy tháng thôi các bạn các bạn biết là những công ty đó mà họ muốn tư vấn thì họ cần phải có những cái khóa training và họ cần phải được duyệt bởi compliance cho nên phải cần thời gian các bạn có thể nhìn cái cách tích cực hơn là ngay bây giờ đã phần lớn những cái tổ chức đầu tư họ vẫn chưa thực sự tư vấn khách hàng đâu những cái chúng ta thấy được gần đây đó là con số có thể nghe là nhiều các bạn 100 triệu hay là 20 triệu 50 triệu cái đó là số nhỏ thôi chúng ta sẽ còn thấy số lớn hơn nữa thông tin là như vậy, chỉ cần cho thời gian trong vòng một năm thôi chúng ta thấy mọi thứ nó sẽ khác rất là nhiều. Và các bạn thấy được là chúng ta vẫn có khá nhiều những công ty tư vấn đầu tư và một số quỹ hedge fund báo cáo sở hữu ETF và khả năng đó là họ thu mua cho những khách hàng lớn. Hiện bây giờ đây là những dữ liệu mới nhất mà chúng ta có. Và chúng ta cũng thấy được đây là cái thống kê được chia sẻ bởi hai nguồn đó chính là Bloomberg và Bitwise. Bitwise là công ty mà họ cũng có Bitcoin Spot ETF. Và các bạn cũng thấy được là hàng ngày thì lại càng có nhiều người nổi tiếng ủng hộ Bitcoin hơn và không khai hơn các bạn. Nhưng mà cái này nó cũng là cái hiệu ứng khi mà thị trường có sự hồi phục. Các bạn thấy được khi mà thị trường không tốt đó chúng ta mới thật sự biết được là những tỷ phú nào thật sự của lòng tin vào thị trường này tại vì những lúc mà thị trường phục như thế này đã nói về khó rất là dễ các bạn cho dù thường nói với các bạn là thường thích những lúc mà bị không tích lũy nhưng mà thật sự đó khi làm những cái video lúc mà thị trường không tốt đó nó rất là khó các bạn nhưng mà thường cũng cố gắng chia sẻ với các bạn năm này qua năm nọ nhưng mà những lúc mà thị trường tốt đó thì chúng ta thấy được rất là sôi động làm youtube dễ rất nhiều các bạn cho nên đó, những ai mà thật sự ủng hộ thì các bạn đợi đến lúc downtrend lúc giống như năm 2022 năm 2018 19 các bạn mới thật sự biết được như hôm nay đây chúng ta có Andrew Thấy các bạn thì Andrew Tate là một nhân vật mà cũng gây ra nhiều sự tranh cãi nhưng mà Andrew Tate đã tuyên bố là sẽ rời khỏi tiền pháp định và sẽ chuyển hết 100 triệu đô la vào Bitcoin và sau đó sẽ chia sẻ bằng chứng với tất cả những người mà theo dõi các bạn và Andrew Tate các bạn nghĩ sao về Andrew Tate cũng được nhưng mà Andrew Tate thật sự có rất nhiều follower thì cái thông điệp này cũng có thể đến tới rất nhiều người và nói tới Bitcoin Spot ETF thì hôm nay là một ngày mà rất là tốt các bạn chúng ta nhìn thấy được là hôm nay là một ngày mà ngoài trừ ngoại trừ một công ty không có dòng tiền mà thôi các bạn đó chính là BlackRock ba ngày qua là con số không còn lại đó chúng ta nhìn thấy hôm nay đó thì nhà nhà đều mua Bitcoin Spot ETF chúng ta thấy được là Drayscale GBTC đó cũng có dòng tiền dương luôn các bạn 27 triệu cộng với là những công ty khác nhưng mà nhiều nhất là phải đeo thì các bạn phải đeo thì đã một lần nữa trở lại với những con số lớn như là hơn 100 triệu các bạn chúng ta có Bitwise là 86.3 triệu, chúng ta có ARK Invest là 38.6 triệu. Nói chung thì cộng hết tất cả chúng ta có một ngày có dòng tiền dương là 303 triệu. Và nhìn vào cái biểu đồ này đó thì tôi nghĩ chúng ta có thể nói là cái chuỗi ngày có dòng tiền âm của Grayscale cũng đã coi như qua rồi các bạn. Đúng là chúng ta vẫn có những ngày có dòng tiền âm của Grayscale nhưng mà đã không như xưa nữa. Nó rải rác hơn và nó chen lẫn với những ngày mà có dòng tiền dương. Không giống như là chúng ta nhìn thấy là 3 tháng đầu tiên tất cả đều là màu đỏ hết ngày này qua ngày nọ. Nọ. Ít ra chúng ta thấy được là trong vòng hơn 10 ngày qua đó thì đã không phải gì nữa mà chúng ta đã thấy có xanh với đỏ chồng lẫn với nhau. Và hôm nay chúng ta có dòng tiền dương 303 triệu coi như cũng đã đáng kể đó. Thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua. Chúng ta không thể nào biết được cái sự ảnh hưởng của dòng tiền Bitcoin Spot ETF từ ngày một đâu. Cái quan trọng hơn đó là tích lũy ngày này qua ngày nọ nó như thế nào các bạn. Trong những lúc mà chúng ta có những cái ngày mà liên tục có dòng tiền dương như là ba ngày qua các bạn nhìn thấy được là chúng ta có 66 triệu ngày 13 ba tháng 5 chúng ta có 100 triệu ngày hôm qua 303 triệu ngày hôm nay các bạn cộng ba cái này lại đó là con số không hề nhỏ trong khi mà các bạn biết là ở trên sàn OTC đó thì ngày nào cũng có cái số lượng có thể bán các bạn có những người có số lượng lớn họ cần bán họ bán thông qua OTC những công ty đào họ cũng bán nhưng mà bây giờ đó thì cái số lượng đào đã giảm hơn nữa rồi chỉ có 450 Bitcoin mà thôi nghĩa là mỗi một ngày cái số lượng đào ra đó bán đi tính theo giá ngày hôm nay là không tới 30 triệu trong khi các bạn thấy được là ngày hôm nay mà thôi có dòng tiền dương là 303 triệu rồi thì khi chúng ta có nhiều ngày liên tục có dòng tiền dương nhiều như vậy đó thì tới lúc nào đó trong thời gian ngắn hạn sẽ không còn số lượng trên sàn OTC nữa dẫn đến họ sẽ phải mua trên sàn spot lúc đó mới ảnh hưởng tới giá cả cho nên chúng ta mới thấy được là những thời điểm như tháng 2 tháng 3 đó giá Bitcoin tăng liên tục luôn tăng hơn có trăm phần trăm trong vòng 7 tháng tại vì cái áp lực mua quá lớn trên sàn OTC các bạn thấy được là cái dòng tiền quá nhiều đến từ Bitcoin spot ETF ngày này qua ngày nọ cho nên bây giờ đó thì còn quá sớm tại vì các bạn thấy được là trong thời gian qua chúng ta cũng có những thời điểm mà có dòng tiền âm thì lúc đó nó cũng ảnh hưởng đến thị trường spot nhưng mà các bạn nhìn thấy được là trong những lúc như thế này đã có âm dương sen kẽ thì chúng ta có thể thấy là có một số lượng Bitcoin cũng đã được tích lũy trên sàn OTC rồi. Thì cái số đó phải được thu mua các bạn rồi sau đó chúng ta mới ảnh hưởng đến thị trường spot cho nên chúng ta có thể cần nhiều ngày dương như thế này nữa. Và trong thời gian ngắn hạn đây các bạn thấy được là Bitcoin ETF là một cái kính phóng đại khi mà thị trường tốt như hôm nay đó, thì dòng tiền nó lại phóng đại lớn hơn cho nên khi mà thị trường tốt đó, thì giá cả sẽ tăng nhanh hơn là trước đây nữa tại vì chúng ta có Bitcoin Smart ETF đó là gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái phần này và các bạn có thể thấy được là với sự tăng trưởng trở lại của giá cả hôm nay đó, thì đáng tiếc một cái cũng tăng trưởng theo đó chính là phần trăm Bitcoin có lời dựa theo class no các bạn đây là tài liệu on chain thì các bạn nhìn thấy được là hôm nay chúng ta lại trở về cái mức là 91.1% số lượng Bitcoin đang có lời hiện tại trên on-chain rồi. Và chúng ta còn vài thông tin khác tôi muốn chia sẻ nhanh với các bạn. Chúng ta có cái thông tin là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã hoãn cuộc bỏ phiếu vô hiệu hóa Sáp 121 tại Thượng viện. Và bây giờ ước tính là ngày mai về bỏ phiếu các bạn. Cái dự luật này đã được thông qua ở Hạ viện rồi thì ngày mai có khả năng là sẽ được bỏ phiếu tại thượng viện thì ông là người ủng hộ Gary Gensler và đang cố gắng kéo dài thời gian khi mà họ tìm cách để mà bảo vệ quy định này nhưng mà các bạn thấy được là dân biểu Willie Nickel đó cũng đã gửi lá thư tới cho Gary Gensler để cho cơ hội tự nguyện rút lại quy định SAP 121 đây là cái quy định hạn chế các tổ chức tài chính lưu trữ crypto cho nên nếu như các bạn ủng hộ crypto, các bạn muốn thấy cái quy định SAP 121 này bị hủy bỏ Ngày mai đó có khả năng chúng ta sẽ biết có được thông qua ở thường viện hay không Nhưng mà đến tổng thống đó, thì ông ký hay không các bạn, ông nói là không ký Đến đó thì mới biết được Và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng khá lạc quan đó chính là tiểu bang Oklahoma các bạn Thì Oklahoma đã thông qua dự luật bảo vệ quyền lợi Bitcoin và thống đốc đó Kevin Stitt cũng đã ký dự luật này thành luật vào ngày 13 tháng 5 Nghĩa là đây không phải là một cái dự luật Thâm mô quốc hội gì hết các bạn Đây là một cái dự luật đã được ký thành luật rồi Oklahoma đó, Luật này đảm bảo quyền tự quản lý tài sản Có nghĩa là cho phép cá nhân Tự giữ tài sản kỹ thuật số của họ Sử dụng khóa cá nhân Cho phép sử dụng Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác Cho các giao dịch mà không phải chịu thêm thuế đồng nhất tài sản kỹ được số với tiền tệ hợp pháp truyền thống về mặt thuế. Mục tiêu của luật này là đơn giản hóa việc sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch hàng ngày. Thì đây đương nhiên là một điều rất là tốt các bạn. Các bạn nhìn thấy được là nhiều tiểu bang đó họ có lợi từ việc đào Bitcoin hay là họ có lợi từ những công ty liên quan đến crypto thì họ sẽ tự ra luật để mà bảo vệ cái ngành đó ở tiểu bang của họ. Cũng giống như các bạn thấy được là những tiểu bang mà họ có lợi thế về casino đó giống như là Las Vegas thì đương nhiên họ sẽ bỏ công ra để mà bảo vệ cái ngành đó. Và bây giờ đó crypto cũng như vậy các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được là ở quốc hội đó thì vẫn chưa thông qua luật nhưng mà những tiểu bang họ muốn thông qua đi trước một bước để mà bảo vệ cái quyền lợi của họ và cái mà chúng ta đang đọc ở đây đó thì đương nhiên khi mà các bạn sử dụng bitcoin để mà đi mua bất cứ hàng hóa gì ở hoa kỳ bây giờ thì coi như là các bạn bán bitcoin của mình thì các bạn phải đóng thuế nếu như mà có lời nhưng mà cái họ nói đến đó là đó chính là những cái thuế ở tiểu bang thì ở oklahoma họ sẽ không xem việc sử dụng crypto dùng để thanh toán là một cái gì đó liên quan tới thuế đầu họ xem nó ngang hàng như là sử dụng tiền tệ Học pháp. thông tin kế tiếp là công ty circle như là công ty mà phát hành đồng ổn định usdc đó họ đã chuyển cái trụ sở pháp lý từ ireland sang hoa kỳ trước kế hoạch mà bán uh, ipo các bạn nghĩa là bán những cái cổ phiếu lần đầu tiên cho công chúng thì uh, đương nhiên cái việc uh, chuyển từ ireland nơi mà có mức thuế thấp sang mỹ có thể làm tăng chi phí tuân thủ quy định của circle tuy nhiên đây là cái mà cần thiết để giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư khi mà Circle bắt đầu phát hành cổ phiếu các bạn khi mà những nhà đầu tư mua cổ phiếu thì họ sẽ tự tin hơn khi mà công ty Circle có trụ sở ở Hoa Kỳ và nói tới stablecoin đó thì có một cái đoạn phỏng vấn đã lâu rồi thường không có nghe thông tin đến từ cựu chủ tịch Hạ viện là Paul Ryan các bạn. Thì trong cái clip này, đó, Paul Ryan cũng đã nói về stablecoin nhưng mà hiểu đơn giản hơn đó, là những cái giả thuyết chúng ta đã đưa ra trước đây, thì Paul Ryan cũng nói y chang như vậy các bạn. Nói là bây giờ đó, chúng ta quan trọng nhất là cần phải quản lý cái thị trường stablecoin. Nó cực kỳ quan trọng, nó là một phần của hệ sinh thái của crypto rồi các bạn và stablecoin bây giờ đó hầu hết là dựa theo đồng đô la, có nghĩa là đồng đô la đã có vị trí trong thị trường crypto rồi. Thì thay vì tấn công những cái stablecoin chúng ta nên bảo vệ chúng ta nên cho những cái công ty stablecoin được quản lý và phát triển đương nhiên ông không nói tới tất cả những cái công ty stablecoin các bạn ông chỉ nói đến là có thể chúng ta sẽ phát hành những cái stablecoin do chính phủ phát hành các bạn thì cái đó cũng tốt thôi các bạn cứ nghĩ đi một ngày nào đó nếu như mà cbdc được hoa kỳ phát hành và được sử dụng trên những sàn giao dịch thì người ta sẽ có lòng tin hơn là các bạn lưu trữ usdt hay là usdc đương nhiên cbdc sẽ có những cái hệ lụy là sẽ được quản lý chặt chẽ hơn nhưng mà nó cũng tăng thêm lòng tin đối với rất nhiều người thì nói chung nó Paul Ryan cũng nói những điều mà chúng ta cũng đã nói trước đây rồi Hoa Kỳ đã có chỗ đứng ở trong thị trường crypto đơn giản chỉ vì nhiều những cái stable coin bây giờ đó là dựa theo đồng đô la mà thôi thêm vào đó nữa các bạn nhìn thấy được là những công ty phát hành những stablecoin đó, họ đã trở thành một cái phần quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ tại vì sao các bạn tại vì những công ty đó họ phải lưu trữ những tài sản gọi là an toàn và họ lưu trữ công trái phiếu các bạn đương nhiên công trái phiếu là được bán bởi chính phủ và bây giờ chính phủ đã có thêm một nguồn để có thể bán công trái phiếu thì đương nhiên là tốt cho bộ tài chính của Hoa Kỳ nói chung stablecoin cần phải được bảo vệ và phát triển đó chính là điều được chia sẻ bởi của chủ tịch hạ viện Paul Ryan. Chúng ta có một vài thông tin khác nữa, cái này nó liên quan đến Solana nhưng mà chỉ liên quan đến Solana ở cái châu Âu mà thôi các bạn. Tại vì thị trường châu Âu đó thì Robinhood nói là sẽ cho phép những khách hàng của mình stake Solana, Hoa Kỳ thì không các bạn. Tại vì sao? Tại vì SEC nói staking là một cái hợp đồng đầu tư các bạn cực kỳ vô lý nhưng mà SEC nói như vậy thì bây giờ chúng ta vẫn đang chờ tòa để mà xử lý xem có staking có phải là hợp đồng đầu tư hay là không và phải đăng ký chúng ta thấy được là ở nước Anh á ở Vương quốc Anh ở UK thì uh, IB Interactive Brokers đã cho phép khách hàng của họ ở nước Anh có thể giao dịch crypto trên nền tảng của họ và But thông tin cuối cùng đó, thì các bạn thấy được là một người mà có thể các bạn đã quen thuộc đó chính là Ryan Salami các bạn đây là một trong nhân chứng ở trong cái vụ của Sam Free thì có nhiều người hỏi là ngoại trừ Sam ra những người còn lại có bị án tù gì hay là không thì những người khác cũng không biết nhưng mà Ryan Salami thì hiện bây giờ nó đang đối đầu với án tù các bạn tại vì sao tại vì đây là người mà nhận tiền của Sam sau đó rồi dùng tiền đó để mà móc nối quan hệ và quy định rất là nhiều những cái quy định liên quan tới quyên góp chính trị thì bây giờ đó người này đã nhận tội rồi và bây giờ đang uh, xin tòa có thể là khoan hồng và cho cái bản án là 18 tháng bản án cuối cùng bao nhiêu chúng ta bây giờ vẫn chưa có biết và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. như mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.